Mừng quý khách quay trở lại với đồ gỗ nội thất Hữu Huân. Sau hơn một tháng giãn cách theo chỉ thị 16 của chính phủ thì bây giờ tất cả các xưởng của nội thất Hữu Huân đã được hoạt động bình thường trở lại. Thì như mọi người có thể nhìn thấy trên màn hình, đây là một bộ tần tụy hoàng siêu VIP, hàng cột 12, siêu cong, chân 14, thông số kỹ thuật cột 14, cộng với cả một cái bàn phấn. Thì bộ này bên em làm theo đơn đặt hàng của chú Hoan ở Thủy Nguyên, Hải Phòng. Chú đã xem video em quay mộc cũng như là đặt cái bộ này qua mạng. Hầu hết là khách hàng của nội thất Hữu Huân không thể đến được tận xưởng trong thời gian này và đặt qua mạng. Cũng như là tin tưởng xưởng thì bên em cũng cam kết với khách hàng là làm chuẩn từ gỗ đến nước sơn, làm đẹp kỹ đẹp nhất có thể cho khách hàng. Để đảm bảo những cái sản phẩm mọi người nhận được là những sản phẩm tốt nhất, đẹp nhất và uy tín nhất, thì mọi người có thể nhìn thấy đây là phân khúc VIP nhất trong những cái bộ tần thủy hoàng cột 12 hiện nay trên thị trường, chân 14. Cột siêu cong và gồm có hai ghế đơn, một đoạn, một bàn lớn, một đôn đầu bàn và một đôn ngồi, tổng cộng có 6 món. Nếu mà ai có quan tâm đến bộ này có thể gọi đến hotline của nội thất Hữu Huân và dành ra một ít phút để nội thất Hữu Huân có thể giới thiệu qua các thông số kỹ thuật. Đầu tiên cho em nói đến cái chân. Cái chân này là chân 14, bên em sẽ 14 và dáng rất là cong dẻo, thể hiện cái sự quyền lực như là phú quý. Dáng cột siêu cong, cột cong 35, liền khối. Và mọi người để ý thêm một chi tiết nữa, bên em làm 3 tầng cổ chỉ, thêm một tầng khuôn tranh giả này. Là một chỉ này, một cổ và một tầng khuôn tranh giả thì tạo ra cái dáng ghế nó sẽ cao hơn, đẹp hơn, bề thế hơn. Và nó chiều cao từ mặt đất lên tới mặt ngồi tận 50 phân. Khuôn tranh thì bên em sẽ dày 4 phân, mặt ván dày 2 phân. Và cột bên em cũng làm cột cong liền khối, cong dẻo, dáng rất là đẹp. May rùa liền cả xoáy luôn này. Đấy, cột liền cả khối. Chương liền xoáy. Và từng cái chi tiết bên em này, mọi người nhìn ngắm nhìn từ dưới lên trên, đoạn có 8 chân, 4 chân tiền, 4 chân hậu. Từ dưới lên trên tạo ra một cái tổng thể, một bàn ghế rất là đẹp mắt. Thì chương thì bên em đục rơi có ý nghĩa là chiêu tài kim tiền, tăng thêm sự may mắn sung túc. Vách thì đục từ quý, chữ phúc lộc thọ. Và những cái đường nét đều được nghệ nhân của nội thất Hữu Huân thợ mồn bàn làm nhẫn nhụ và đục rất là sâu. Đục sâu nổi hẳn lên trên bề mặt của gỗ. Thế đến những cái chi tiết nó trở nên vô cùng sắc sảo. Và đội ngũ thợ của nội thất Hữu Huân đã làm rất là chi tiết tỉ mỉ, thổi hồn và từng đường nét, làm cho những cái chi tiết của tiệm trở nên sắc sảo hơn rất là nhiều. Mọi người để ý từng chú chim hay là những cái đường nét hoa lá cây, chú dê hay là dơi, cực kỳ là sắc nét. Phía dưới thì bên em đục chữ phúc lộc thọ, đục rất là sâu, đục sâu vào hơn một phân cơ. Đấy, mọi người để ý này, đục cực kỳ là sâu và sắc nét, gọn gàng từ chân nét đục và không có lông lá lùm xùm mà cực kỳ là gọn. Gỗ hương đá thì rất là sang trọng và vân cực kỳ là đẹp. Mặt ván thì bên em sẽ dày 2 phân, đường soi rất là sâu và liền tấm hết, sơn ô 7 đường vân này, đẹp lắm. Nước sơn trong veo thì nó khoan tông lên những đường vân rất là chân thật. Đoạn có kích thước 2m7, sâu 85 và cao 1m32. Dáng từ đẹp từ chân lên tới cổ. Và cái vách ghế cũng vậy. Tiếp theo đến là hai cái ghế đơn thì có đồng kích thước là 1m2, sâu 85 và cao 1m32. Vẫn là hàng chân 14, 3 tầng cổ chỉ, khuôn dày 4 phân, ván dày 2 phân. Và em lia mày đến đâu những cái mặt phẳng nhẵn bóng, phẳng lì tít đến đấy. Mọi người có thể nhìn thấy bên em hoàn thiện cực kỳ là kỹ và tâm huyết. Những cái đường vân cũng đã hiện lên một cách rất là chân thật và rõ ràng. Đây là chiếc ghế đơn còn lại. Ghế đơn còn lại vẫn như vậy, cùng kích thước luôn và vách đục chữ quý và cây tùng. Cây tùng mai rùa liền, chương liền xoáy, vách dày dặn, ván dày 2 phân. Vân gỗ hương đá tuyển chọn rất là đẹp, mai rùa liền, liền cả xoáy. Và dáng cột, dáng mai rùa, dáng vách lưng này, cực kỳ là đẹp. Cực kỳ là đẹp và quyền lực. Chiếc bàn lớn này của bên em thì có chiều rộng là 1m80 x 1m57. Vẫn là hoa là cây đục từ xung quanh cổ, có hạch ngăn kéo, ván liền tấm dày 2 phân. Và bức tranh này, bức tranh thuận buồm xuôi gió, đục rất là sắc nét, từng chi tiết luôn và có ý nghĩa là cầu cho gia chủ mọi công việc đều được thuận lợi, xuôi trèo mát mái, nhanh về đến đích. Đấy là ý nghĩa. Và tiếp theo đến là cái đôn đầu bàn thì cũng có 3 tầng cổ chỉ luôn, có một cái ngăn kéo và khuôn 4 ván 2. Mặt đôn thì bên em đục bức tranh là cửu ngư thượng nguyệt với ý nghĩa là cầu cho tiền tài được dư giả. Đấy, cậu chị bên em đục hoa là cây rất là đẹp luôn, rất là đẹp. Tiếp theo là đôn ngồi thì có kích thước là vuông 45, rất là cao to,
cao to từ cái đầu ngồi trở đi, rất là tốn gỗ. Thì vì bên em làm yếm là toàn bộ dày 4 phân, yếm dày 4 phân luôn, hàng 3 tầng cổ chỉ, thế nên cái dáng ghế nó sẽ đẹp hơn. Ví dụ như là bộ tần VIP này thì cũng là hàng VIP nhưng mà chỉ có hai lượt chỉ kép, bộ này thì thêm một tầng cổ chỉ nữa, thế nên nó sẽ đẹp hơn rất là nhiều, tốn gỗ hơn. Đấy, rất là đẹp. Chú có đặt kèm luôn cả một cái bàn phấn cho phòng ngủ. Thì cái bàn phấn này, này thuộc phân khúc hàng dày dặn, bên em làm dày hơn và theo đơn đặt hàng của chú. Chiều rộng là 1 mét, chất liệu gỗ hương đá, đồng chất liệu gỗ hương đá, và các chi tiết bên em rất là sâu, khuôn cánh rồi bán cánh rồi bán mặt cũng rất là dày dặn, dày dặn hơn so với hàng trên thị trường cực kỳ là nhiều. Và gỗ hương đá tuyển chọn rất là đều màu, khuôn cực kỳ là sang, rất là sang nhé. Có tất cả 5 cái nhân kéo và một cái cánh phía trên, có 4 nhân kéo nhỏ để đựng kính son. Gương xíu nữa bên em sẽ lắp, xíu nữa sẽ lắp đầy đủ, rất là sang trọng từ ghế đến cái bàn phấn, thể hiện cái sự đẳng cấp của gia chủ. Và cảm ơn chú Hoan ạ, cảm ơn chú Hoan đã đặt niềm tin vào xưởng nội thất Hữu Huân, và cũng như là đặt bộ này về cho gia đình. Xin kính chúc chú và gia đình luôn luôn mạnh khỏe, bình an, hạnh phúc ạ. Và nếu mà ai có nhu cầu đặt một cái bộ như của chú Hoan thì em nghĩ đây là một sự lựa chọn tuyệt vời cho không gian phòng khách. Bên cạnh những ý nghĩa may mắn về phong thủy còn là biểu tượng vừa sang trọng vừa cổ điển, mọi người có thể gọi đến số 0988685625 để đặt hàng. Bên em có địa chỉ sửa tại làng nghề Châu Phong, Liên Hà, Đông Anh, Hà Nội. Thì xin cảm ơn mọi người đã lắng nghe và xin hẹn gặp lại trong những video tiếp theo ạ.